Hãy xin chào tất cả quý bà con cô bác quan ở kênh sức nguồn cổ CBN. Trên màn hình thì hôm nay chúng tôi về Hyundai 60-9. Con này chúng tôi sẽ nói giá luôn để cho quý vị có thể cân đo đong đếm cây số tiền của mình nhé. Cho anh em lập nghiệp, anh nào nhiều tiền có thể bỏ qua sản phẩm này. 220 triệu tại chỗ cho tất cả quý bà con, anh chị em đang cần cái dòng máy xúc này về để lập nghiệp. Hiện tại thì dòng này chúng tôi nhập về thì đa số là chúng tôi cho làm vật liệu xây dựng rồi cũng như là cho đi làm thuê. Tất cả những sản phẩm như này về đều được phải đi làm hết rồi chúng tôi mới cân đo đong đếm cũng như là xem cái nhược điểm và ưu điểm rồi tất cả những sản phẩm mà chúng tôi trả bán rồi chúng tôi khắc phục và sẽ giao bán với số tiền là vừa phải nhất để cho anh em quý vị và con cô bác có thể mua được. Mọi thông tin chi tiết mọi người có thể gọi thẳng vào cái số điện thoại có trái màn hình video hoặc nhắn tin qua Zalo. Tại vì cái Zalo của chúng tôi nó đã đầy rồi nên mọi người kết bạn sẽ không được, nhưng có thể nhắn tin trực tiếp. Nhắn tin trực tiếp xem cái sản phẩm gì thì chúng tôi sẽ nhận được tin nhắn và sẽ tiến hành kết bạn sau quý vị nhé. Mọi người xem video của kênh Sức Cổ CBN có thể đăng ký kênh miễn phí để tiện theo dõi nhiều hơn những sản phẩm người đang cần. Rất là vui khi được phục vụ tất cả quý bà con cô bác ở trên kênh của ông tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.